Em rủ tôi đi nhậu, tôi hỏi em mồi đâu, em chỉ vào đầu môi. À. Vãi cả đái thật. Đấy, ví dụ nhá, hết ví dụ rồi. Bắt đầu vào thật thế này nhá. Hết ví dụ rồi nhá. Giờ tối nhá, anh mò sang nhà em chơi. Em đã có chồng rồi. Em có chồng rồi nhá. Nhưng mà tối anh vẫn mò sang nhà em chơi. Anh đứng ngoài cửa, anh chờ em mở cổng. Không em. Nào. Chờ em mở cổng. Em có chồng rồi. Anh đứng dưới nhà, anh đứng anh chờ em mở xuống mở cổng cho anh. Đề ra là chờ em mở cổng. Em cũng biết hả? Chồng em mở cửa. Em cũng định nói. Sao em không nói? Chồng em mở cửa chứ đâu. Trời ơi. Yêu nhau lâu vậy rồi. Ok. Em rất thích mũ anh đội. Sao lại không chơi đâu ạ? Chơi đi. Không, không chơi đâu. Yêu nhau lâu rồi nhá. Em rất thích mũ anh đội. Tức là anh sẽ đội một cái mũ le chẳng hạn. Anh đội một cái mũ le nhá. Hai đứa mình yêu nhau lâu rồi. Và em sẽ bảo là yêu nhau lâu rồi em rất thích cái mũ anh đội. Để ra đó là mũ anh đội. Em biết nhiều không nói đâu. Đi, nói thầm. Thôi à, em không nói đâu. Thank you nhá.